miền sông nước trù phú với nhịp sống giao thương tấp nập. Hậu Giang được kiến tạo từ vùng đất đẹp với sự phát triển hiện đại và các dòng sông xanh ngát. DIC Victory Hậu Giang, khu đô thị ven sông kiểu mẫu của thành phố Vị Thanh, Hậu Giang, là cửa ngõ giao thông quan trọng kết nối toàn bộ khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Khu đô thị DIC Victory Hậu Giang nằm trên mặt tiền đường Phỏ Nguyên Giáp, nối liền với quốc lộ 61C, trở thành trục đường huyết mạch lớn nhất thành phố Vị Thanh. Không chỉ thừa hưởng mạng lưới giao thông kết nối hoàn chỉnh, quy hoạch đồng bộ, mà còn sở hữu tiềm năng phát triển gia tăng giá trị không giới hạn với địa thế liền kề trung tâm bộ máy hành chính cùng các tiện ích lân cận hàng đầu tỉnh Hậu Giang. DIC Victory Hậu Giang đã trở thành biểu tượng của một khu đô thị kiểu mẫu ven sông đáng mơ ước. Tọa lạc tại vị trí đắc địa có diện tích triển khai giai đoạn 1 là 83,46 hectare. Khu đô thị DIC Victory Hậu Giang sở hữu yếu tố cảnh quan bậc nhất với công viên ven sông và dòng kênh nội khu xanh mát. Tổng thể dự án được thiết kế với kiến trúc độc đáo, mật độ xây dựng thấp, tạo không gian sống thoáng đãng với diện tích lớn dành cho mảng xanh và mặt nước. Khu đô thị DIC Victory Hậu Giang tạo nên một không gian sống hoàn hảo với các tiện ích đẳng cấp. Tiêu biểu là khu phức hợp khách sạn, trung tâm hội nghị đẳng cấp 5 sao đầu tiên ở tỉnh Hậu Giang, hệ thống trường học liên cấp mang lại những giá trị tốt đẹp cho cư dân ưu tú trong tương lai. Khu công viên giải trí bậc nhất, trung tâm thương mại sầm uất, trung tâm y tế hiện đại, khu thể thao đa năng, tòa nhà văn phòng sang trọng, nhà hàng, gym, yoga và massage thư giãn và nhiều tiện ích thượng lưu mang lại giá trị sống đỉnh cao. Với sắc xanh thanh khiết của cỏ cây cùng làn gió nhẹ và tiếng nước êm tai là liệu pháp xoa dịu tinh thần hiệu quả, giúp cư dân tận hưởng từng khoảnh khắc của hiện tại. Khu đô thị DIC Victory Hậu Giang là biểu tượng của sự thành công với không gian sống thời thượng, mang đến nhiều sự lựa chọn đầu tư sinh lời qua các sản phẩm shop house với công năng kép, vừa kết hợp thuận lợi giữa kinh doanh và không gian sống cao cấp, nhà phố liền kề, biệt thự. Điểm nổi bật của dự án là dải lụa xanh trong lòng dự án với ý tưởng kết hợp hài hòa giữa ánh sáng, cây xanh, mặt nước, mang lại nguồn sinh khí dồi dào, giúp phủ về, thanh lọc sức khỏe tinh thần. Bằng sự chăm chút tỉ mỉ, tinh tế và thấu hiểu mọi nhu cầu cuộc sống, chủ đầu tư DIC Group đã kiến tạo một không gian sống xanh, tiện nghi, sang trọng cho những cư dân trong tương lai tại thành phố Vị Thanh, Hậu Giang. DIC Victory Hậu Giang, thành phố chiến thắng, gia tăng phồn thịnh. DIC Group, nền tảng vững chắc, khởi sắc tương lai.